Làm gái lầu xanh mà ngó dưới đường vắng tanh như chùa Bà Đanh. Trời ơi, em đây mà người đâu rồi? Tiếng Tàu. Trời ơi, chiều nay tiền đâu mà đóng góp đây? Nào là má mì Linh Đa, nào là sao đêm. Tình trạng nợ số đề khâu thân phận chỉ biết làm phục vụ gấp đá bi. Anh ơi, cho em mượn cái số xóa phục vụ bia để kiếm phục vụ bằng mặt. Đã em tiêu tỷ rồi mà anh còn tiêu tỷ nữa. Uống đi anh. Phương đang chửi, Phương đang chửi. Đồ đầu vậy? Trời ơi, con nhỏ này. Dạ, dạ, dạ. Mày tưởng mày là cái lầu xanh hả? Nãy giờ cái chú vô bơi xong vô đá cho tao đi. Nghĩ sao vậy? Chị có ta. Chị này nó sẽ trừ lương đá chịu nè, đồ ngựa.